Em xin chào các bác nhá. Hôm nay bên em lại test cái combo chạm nguồn thủy lực 3,5 kW điện một pha 220V. Và cặp ben này là T45 vỏ ngoài 80 hành trình 800 để giao vào cho bác khách ở trong An Giang. Combo này là bao gồm chạm nguồn một pha 3,5 kW đầu bơm piston của hãng Daichi. Và cặp ben này là T45 vỏ ngoài 80 hành trình 800 kèm theo 45m ống và van cơ điều khiển hai xi lanh kia. Bên em đang làm cho bác với đơn giá là 23 triệu. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Cái này để bác về bác ép cọc cừ các bác nha. Ép và rút cọc cừ. Đấy. Đây này, em test áp này. Áp 180 các bác nha. Bơm motor chạy êm ru luôn. Không nghe âm thanh gì. Chỉ nghe tiếng em nói thôi. Đấy. À, còn tốc độ xi lanh chạy rất chi là nhanh nhá. Chạy vèo vèo luôn. Cái này làm cho bác thay vì dùng kéo bằng ba lăng thì bây giờ bác sẽ rút cọc cừ lên bằng xi lanh, bằng thủy lực. Đấy. Các bác có nhu cầu về các loại chạm nguồn thủy lực, xi lanh, TBN thủy lực và các bác có nhu cầu chế tạo các loại máy ép thủy lực thì các bác liên hệ cho bên em nhá. Liên hệ cho bên em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Các bác xem được video thì nhớ ấn cho em xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ bên em. Em xin cảm ơn.